đóng hết cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang. Sáng ngày 19 tháng 9, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra công điện yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy còn lại của hồ thủy điện Tuyên Quang vào 10 giờ cùng ngày. Khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 9, mức nước lượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 116,79m, lưu lượng đến hồ là 1.002 m3 trên dây, lưu lượng xả là 1.216 m3 trên dây. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi ý ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Tiên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ lưu khi vận hành hồ thủy điện Tiên Quang khi đóng hết cửa xả đáy theo đó để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ban nhân dân các tỉnh thành phố thông báo đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lỡ công trình đang thi công tránh những thiệt hại đáng tiếc